Chào mọi người nha, thì hôm nay thì Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người một cái chai xịt họng rất là nổi tiếng ở trên thị trường, có nguồn gốc từ Hàn Quốc, đó chính là xịt họng Bio Spray ha. Thì đây là một cái dòng sản phẩm mà nó giúp kháng khuẩn và diệt vi khuẩn rất là tốt luôn. Thì hiện tại thì nó đang rất là hot nha. Thì hôm nay thì Khỏe Mỗi Ngày sẽ review cho mọi người và hướng dẫn mọi người cái cách sử dụng sao cho nó có hiệu quả nhất. Thì trước khi đi vào review thì mọi người hãy lưu lại cái số điện thoại hotline, đó chính là số 0902 752 776, để cần tư vấn gì thêm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp ha. Thì đây chính là cái chai xịt họng Bio Spray hàng chính hãng của công ty nè. Đó, thì đây là cái hàng này á, nó là nhập khẩu từ Hàn Quốc, cho nên là mọi người nhìn vào á, thì nó toàn là tiếng nước ngoài không ha, FDA Made in Korea nè. Đó, thì nhưng mà bên này thì nó sẽ có một cái tem phụ đây nè, xịt họng Bio Spray này. Một cái tiếp như thế này nó sẽ có là 30 viên nha. Đó, và nhà sản xuất nè, mọi người thấy tại Hàn Quốc không? Và cái nhập khẩu bởi công ty cổ phần phát triển và dịch vụ thương mại Nhật Hàn, có trụ sở tại Hà Nội. Và cái công nhà phân phối đó là công ty Jihi tại quận Tân Phú. Đó, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Đó, và đây là mặt đáy của sản phẩm nè. Mặt trên của sản phẩm nó có một cái tem chống giả nha. Đó, BD Firm Bio Spray này. Đó, và có cái công ty Jihi, là cái công ty tem của Jihi là phân phối ha. Đó, thì đó là cái sản phẩm xịt họng vẻ bề ngoài. Còn bây giờ mình mở cái hộp phía trong cho mọi người xem nha. Cái xịt họng này nó là dòng hàng cao cấp nha mọi người nha. Nó là dòng hàng cao cấp chứ không phải hàng thường đâu, nên là dùng nó rất là tốt luôn. Rồi mình mở xem nó lát ra đi. Đây, phía trong này nó có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng nè. Đây, đó, men vi sinh kháng khuẩn dạng xịt, đó, Bio Spray. Thì đó, nó sẽ giúp phân hủy lớp protein và chất béo phủ ngoài của virus, từ đó ngăn chặn sự nhân bản bất hoạt của virus, ngăn chặn những cái virus có hại ha mọi người ha. Chúng ta dùng có thể xịt mũi, xịt miệng, vòm họng, tay và các bề mặt tiếp xúc. Đó, để ngăn ngừa các cái vấn đề về hô hấp thì chúng ta có thể xịt từ 3 đến 5 ngày. Còn liên quan đến các cái vấn đề mà có các cái loại virus có hại thì chúng ta sẽ sử dụng là 6 đến 8 lần một ngày xịt vào họng và mũi nha. Đây, nhập khẩu bởi công ty Nhật Hàn và phân phối bởi công ty Jihi nè. Đây chính là cái chai xịt họng của chúng ta. Đó, nhìn nó nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi nhưng mà nó rất là công hiệu luôn á mọi người, nó diệt khuẩn rất là tốt luôn. Đó. Đây nè, đó. Thì đây chính là cái sản phẩm của chúng ta nha. Thì cái xịt họng Bio Spray này thì hiện tại thì mang nó nhận được rất là nhiều cái phản hồi tích cực từ những cái người dùng. Và cái xịt họng Bio Spray này nó được đơn giản, nó chỉ là một cái loại men vi sinh kháng khuẩn ở dạng xịt nha. Nó có nguồn gốc từ Hàn Quốc bởi cái tính năng tiện dụng của nó, và sản phẩm này đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép rồi. Đó, và nó sạch, cái xịt họng Bio Spray này nó còn được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chứng nhận và được Viện Nghiên cứu Công nghệ Hóa sinh Hàn Quốc kiểm duyệt về hậu quả bất hoạt vi khuẩn lên đến 99%. Đây này, nó có ghi luôn nè, inactive test reserve over 99.9% luôn á. Đó, nó có nghĩa là nó làm khiến cho con virus nó bất hoạt luôn á mọi người, nó không hoạt động á, bất hoạt rồi là không hoạt động á. Thì nó theo tổ chức nông lương FAO thuộc Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO á, thì men vi sinh nó là cái vi sinh vật sống, khi được sử dụng với lượng thích hợp thì nó mang lại lợi ích cho vật chủ. Đó, và chúng ta sử dụng rất là đơn giản, chúng ta xịt trực tiếp từ cổ họng vào, ngăn ngừa được những cái loại vi khuẩn tấn công qua đường miệng, đồng thời cũng góp phần tăng hệ miễn dịch cho cơ thể của chúng ta ha. Đó, và sản phẩm này cực kỳ an toàn và nó là cái sản phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc đó mọi người nha. Nó giúp ngăn chặn vi khuẩn, ngừa viêm phổi và tăng cường hệ miễn dịch, làm bất hoạt vi khuẩn có hại xâm nhập vào cơ thể qua đường mũi, họng, mặt, tay chân và các cái bề mặt tiếp xúc với da, dẫn đến lây nhiễm vi khuẩn á mọi người. Đó, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp bảo vệ răng miệng của chúng ta khỏi virus, diệt ngay virus ngay từ khoang miệng, vòm họng, không cho chúng xuống phổi của chúng ta. Thứ hai nữa là nó sẽ hỗ trợ giúp bảo vệ vòm họng, giảm đi những cái triệu chứng như là ho, rát họng và đau họng, giúp phòng ngừa cho người cao tuổi, những cái người dễ bị tổn thương đường hô hấp bởi các cái loại virus, và nó sẽ giúp duy trì sức khỏe và tăng khả năng miễn dịch trong mùa đông cũng như là thời tiết chuyển mùa ha mọi người ha. Và xịt đơn giản lắm, mọi chuyện chúng ta xịt đó thì 2 đến 3 lần, 2 đến 3 nhát một lần xịt. Đó, những cái người mà bị viêm họng, bị ho thì chúng ta sẽ sử dụng 2 đến 3 lần một ngày. Những cái người mà gặp vấn đề về hô hấp mãn tính á, thì chúng ta sử dụng 4 lần một ngày. Và sử dụng để đề phòng virus gây bệnh thì chúng ta sẽ xịt 2 đến 3 lần một ngày. Và cái xịt họng này nó sẽ giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây hại xâm nhập vào cơ thể đến 99,99%, bảo vệ hệ hô hấp, giảm ho và đau rát họng, tăng cường sức khỏe răng nướu. Đó, chúng ta có thể sử dụng để xịt họng, mũi, miệng, tay chân và các cái bề mặt nhiễm vi khuẩn ha. Cái xịt họng này rất là hiệu quả luôn á mọi người, chúng ta nên
trữ một chai để chúng ta xịt đó. Khi mà chúng ta mùa một ngày chúng ta xịt một hai lần, chúng ta diệt khuẩn thôi, đơn giản vậy thôi ha. Và cái sản phẩm này giá của nó mình không nhớ không nhầm đó là 690.000 đó mọi người. Còn khi mà lấy hàng về thì nó có cái mã vạch này, chúng ta đưa vô iCheck chúng ta quét thôi. Đây iCheck đây này, à, chúng ta đưa vô quét được không nha, mình cũng chưa có quét nữa. Nhưng mà thường kiểm tra thật giả thì nó sẽ kiểm ở đây đó. Nó sẽ hiện là sản phẩm đã được kiểm chứng và xác thực thông tin từ nhà sản xuất và đơn vị sở hữu với iCheck nha mọi người nha. Đó thì đây là cái tem chống giả của sản phẩm nha. Đó, mọi người coi đi đó. Thì nếu mà bạn nào cần tư vấn kỹ hơn về cái sản phẩm này thì mọi người có thể liên hệ theo cái số đó là 0902752776 để được Đẹp Mỗi Ngày hỗ trợ kỹ hơn cho mọi người về cái sản phẩm này nha. Và đây là một cái sản phẩm mà trong cái giai đoạn này thì chúng ta mình nghĩ là nhà nào cũng nên trữ 1 đến 2 tip để chúng ta xịt họng, chúng ta diệt khuẩn ngăn ngừa ngay từ ban đầu luôn á mọi người. Đó, chúng ta nên xịt một ngày 2 đến 3 lần, ví dụ sáng ngủ dậy xịt một cái cho nó chết vi khuẩn đi, rồi trưa về tối đi ngủ xịt một cái nữa ha mọi người ha, để bảo đảm là vi khuẩn ngăn ngừa cái việc mà vi khuẩn nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của Đẹp Mỗi Ngày nha. Xin chào.